không dừng lại ở thủ đoạn cũ như là đánh vào tâm lý muốn việc nhẹ lương cao, thích được nhận quà khuyến mãi của người tiêu dùng, lập website na ná các doanh nghiệp chào mời mua hàng giá rẻ, những đối tượng xấu còn sử dụng nhiều chiêu thức mới để đánh cắp thông tin giao dịch của chủ tài khoản nhằm chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng lừa đảo giả danh công an, viện kiểm sát, tòa án gọi điện đe dọa khách hàng, yêu cầu khách hàng chuyển tiền đến các tài khoản chỉ định để phục vụ điều tra thậm chí giả mạo công chức, viên chức, cơ quan nhà nước hướng dẫn người dân cài đặt các ứng dụng giả mạo để chiếm quyền điều khiển điện thoại, thu thập thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và lấy cấp tiền trong tài khoản ngân hàng của người dùng. Thủ đoạn mới còn là dán đè mãn QR code tại các cửa hàng để mà chiếm đoạt tài sản, tạo hóa đơn giả đã chuyển tiền để chiếm đoạt tài sản. Hoặc là kẻ xấu giả danh nhân viên ngân hàng, đề nghị khách hàng cung cấp thông tin thẻ và sử dụng trái phép để mua hàng hóa dịch vụ. Trên báo Trang Nhất Kinh tế và Đô thị số ra sáng nay có bài viết là cuộc cách mạng 4.0 bùng nổ làm lộ ra những khoảng trống pháp lý của nước ta về phòng chống rửa tiền, nhất là trong bối cảnh hơn 90 tỷ đô la Mỹ tiền mã hóa đổ về Việt Nam trong giai đoạn từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 10 năm 2022 các đối tượng không đơn thuần sử dụng các thủ đoạn truyền thống như là thông qua việc mua bán các bất động sản, cổ phiếu hoặc lại chuyển tiền cho người thân gửi tiết kiệm ngân hàng để rửa tiền mà còn lợi dụng triệt để tiến bộ của cách mạng 4.0 để chế biến tiền bẩn thành tiền sạch, rửa tiền thông qua công nghệ cao, núp bóng dưới nhiều hình thức khác nhau khiến cho việc quản lý gặp rất nhiều khó khăn. Hiện nay hệ thống pháp luật của Việt Nam chưa có quy định pháp lý điều chỉnh hoạt động phát hành, mua bán, trao đổi tiền ảo, tài sản ảo cũng như chưa quy định đơn vị chính thức quản lý việc phát hành và giao dịch tiền ảo, tài sản ảo. Trục lợi quỹ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp là câu chuyện vẫn chưa có hồi kết. Rất nhiều thủ đoạn trục lợi lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế đã được Trung tâm giám định bảo hiểm y tế và thanh toán đa tuyến, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát hiện. Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã từ chối thanh toán hơn 10.000 tỷ đồng và thu hồi tại 12.000 cơ sở y tế vì có hành vi trục lợi bảo hiểm y tế. Hành vi này xuất phát từ ba phía, người tham gia bảo hiểm y tế, cơ sở y tế và cán bộ nhân viên giám định. Không chỉ trục lợi quỹ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, việc trục lợi hưởng bảo hiểm xã hội một lần dưới hình thức ủy quyền, lợi dụng nhu cầu cấp thiết của người lao động muốn nhận tiền bảo hiểm xã hội một lần để trang trải khó khăn trước mắt. Mặt khác, Quy định hiện hành về thủ tục hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần rất đơn giản, nên một số đối tượng đã tổ chức thu gom sổ bảo hiểm xã hội của người lao động thông qua hình thức cầm cố và ủy quyền. Trong bối cảnh chung nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, thị trường lao động đã cho thấy một vài điểm sáng. Đáng nói, mới đây, một loạt các doanh nghiệp điện tử lớn ở phía Bắc và cả phía Nam đã tăng tuyển dụng. Thông tin được đăng tải trên báo Đông Thôn ngày nay, số ra sáng ngày hôm nay. Cụ thể, tại 13 tỉnh miền Bắc đã có hơn 20.000 vị trí tuyển dụng liên quan tới ngành điện tử được các doanh nghiệp tìm kiếm. Tuy có những tín hiệu tích cực, song nhìn chung thị trường lao động vẫn ghi nhận gam màu tối là chủ đạo. Theo các chuyên gia, việc tăng tuyển dụng vào dịp cuối năm cũng không nằm ngoài quy luật bởi đợt tuyển dụng lớn hàng năm của ngành sản xuất rơi vào khoảng 6 tháng cuối năm tuy nhiên đợt tuyển dụng hàng loạt gần đây của một vài công ty lớn trong ngành chủ yếu đến từ các dự án mở rộng đầu tư của các công ty hoặc quốc gia bên ngoài tại việt nam thay vì mang tính khái quát đại diện cho thị trường